mấy giờ xong này đi đi Tây Ninh. Thì Thanh Thảo Bạc Liêu, cô Thanh Thảo Bạc Liêu hay thiệt ha, mới nhảy vô là cô Thanh Thảo vô liền, khỏe không cô? Hai chị Thanh khỏe không chị, gia đình khỏe hết không? Phạm Như má em suy bảo đệ vì Việt Nam chơi vui quá ha. Bữa hôm đi đám cưới với nhà của Năm Cát Tiền mà đâu có gặp mặt đâu, nhìn mặt dễ thương quá. Cô anh Na Nguyễn cảm ơn em. Qua Mộc Lan, hello Long, hello Qua Mộc Lan. Lâm Thiên Thảo, em thích nghe cải lương lắm nhưng hát không được, đi học hát đi em. Hello bạn Hiền Châu Liêm, khỏe hết em ơi. Châu Anh, ngày Long bận quá, Long không có đi cắt dừa mà cũng không có gọi cho thằng em coi thằng em nó có mùa chưa nữa. Hồng đào yêu mãi, chào anh Tiên Nguyễn, Hạnh Hạnh, hello Hà Nguyễn, Hoàng Quân, Dung Nguyễn, Hữu Đức, anh Kim. Mỗi lần nghe giọng cổ là em rùng mình liền. Thì giọng cổ có cái hay của giọng cổ mà em. Anh Long là nghệ sĩ cải lương mà, anh Long mỗi lần nằm ngủ mà thôi cái bài nhạc á, anh Long không nghe cái nhạc, anh nghe Long không, anh Long không có tắm. Nghe nhạc ngủ ngủ à. Mà đang ngủ ngon ai mở cải lương lên tự nhiên ha, mất ngủ ngủ không được. Cái máu máu cải lương mà. Hello Sư Huynh. Mai mai mang thuốc qua cho tớ nha. Tớ mua thuốc gì mà tớ không nói làm sao biết thuốc gì mà mang. Hello Bảo Bảo Châu Châu. Hi ăn một mình không được, được không? Ngày phải ăn trái bưởi à. Cái này gọi là bưởi da xanh nha. Ở dưới quê á, quê Vũng Liêm á, nhà Kim Tiểu Long trồng nha. Ngày ăn trái nè, cúng Phật á, mỗi lần cúng Phật về quê cắt bưởi cúng Phật không à. Bưởi nhà của mình không có thuốc. Đỗ Quân Tiri Ta Eri gì nè. Thánh Vũ trúng được ba con. Ủa trúng được ba con là sao ta, trúng được ba con là có tiền không? Chế Sang nói là mua vé số trúng được ba con mà có tiền không vậy trời? Trời ơi. Vậy đó hả? Mà vô cái lô ba con mới có tiền đúng không? Collagen một hộp bao nhiêu vậy anh Long? Collagen một hộp 1 triệu em ơi, 1 triệu đồng một hộp. Hồi nào tới giờ bán 1 triệu đồng một hộp không á? Mọi người có ủng hộ collagen á thì inbox vào cái địa chỉ với số điện thoại vào cho Long nha. Share cái livestream này ra giùm đi để cho mọi người xem được nhiều là nha các bạn nha. Lên trăm đi, Long nói chuyện cho nghe. Hôm nay là Long mới đi ra ngoài lấy thuốc về. Hôm nay là có loại thuốc mới mà mọi người yêu cầu á.
dành cho những người mà đàn ông, thuốc dành cho những người đàn ông. Tôi nói mọi người đừng có mắc cỡ nha, là tại vì trong cuộc sống mình sống thật, không có cái gì mà mắc cỡ hết ha. Thật dành cho những người đàn ông mình từ hai mươi mấy cho tới ba bốn chục tuổi, năm sáu chục tuổi nha. Cái loại thuốc này nè, mới lấy ở Mỹ về, dành cho những người mình, đàn ông của mình á, đàn ông của mình mà ai mà yếu sinh lý, vợ chồng mà sống mà mình không, trong cuộc sống mà không có hạnh phúc, đó là có nghĩa là cái người đàn ông mà mình bị yếu sinh lý mà xuất tinh sớm á, Long, tại vì Long phải quảng cáo thuốc là Long nói Long không có mắc cỡ, hiểu không? Người nào mà người đàn ông mình mà bị xuất tinh sớm á, gần vợ mà bị xuất tinh sớm á, thì quý vị các bạn nên uống cái loại thuốc này nha, rất là tốt, mà không phải là thuốc tầm bậy tầm bạ. Thuốc này từ Mỹ về, thuốc từ Mỹ về mà dành cho những người nam của mình từ nói tóm lại là mấy chục tuổi cũng vậy, mà người đàn ông nào mà bị yếu thì nên uống cái này để làm cho cái người đàn ông mình mạnh lên, cường lực lên, dẻo dai nữa. Nó không phải là cái loại thuốc mà mình uống một viên là để cho những người mà bị bất lực mà uống xong rồi được liền rồi sau đó thì bệnh nữa, không phải là như vậy. Đây là cái loại thảo dược dành cho cái đàn ông của mình, đó là yếu sinh lý rồi, trong cuộc sống vợ chồng á, thì không có được dẻo dai, cho nên cái loại thuốc này để uống, để vừa uống mà hàng ngày để cho mọi người chữa bệnh nha, để cho người đàn ông mình chữa bệnh, có nghĩa là khi mà mình uống vô một ngày á, là một ngày mình chỉ uống được 4 viên, ăn no xong uống sáng 2 viên, chiều 2 viên, mà uống mỗi ngày nha, để chi cho cái người đàn ông khỏe mạnh lên luôn. Mà khi khỏe mạnh rồi á, thì cái độ dẻo dai của người đàn ông để cho với người phụ nữ, để cho người vợ của mình á, nó không có bệnh nữa đó, thì dẻo dai làm cho cái cuộc sống của gia đình của mình hạnh phúc hơn. Nói tóm lại là cái thuốc này là mới lấy về, cái loại này là mới nhất, Made in USA. Cái nè, nhìn cái ngực này là yếu sinh lý nha, làm cho phạch cái ngực này ra là để cho dành những người đàn ông mãnh lực, để mạnh cho người đàn ông, không phải là dùng cái thuốc này dùng kiên trì để cho người đàn ông hết bệnh luôn. Khi mà sống cuộc sống vợ chồng xong á, thì người đàn ông có không có bị nhức lưng nè, không có bị mỏi mệt, không có bị đau mỏi mệt gì hết trơn nha các bạn nha. Các bạn nên, nếu mà người chồng nào mà của mình á, làm vợ mà các bạn, người chồng mà có bị bệnh á, trong cái trường hợp này á, thì hôm nay Kim Tiểu Long có lấy cái loại thuốc này mới ở Mỹ nhập về nha, dành cho người đàn ông, chữa bệnh cho người đàn ông. Người đàn ông nào mà yếu, mỗi lần trong cuộc sống gần gũi với vợ mình á, thì khi mà xuất tinh ra á, thì các bạn bị nhức giò, nhức cẳng, nhức tay, nhức chân, hoặc là làm cho mình mỏi mệt, cái loại thuốc này không có mỏi mệt nữa. Uống vào á, thì bắt đầu mỗi ngày mỗi uống, mỗi ngày mỗi uống là một ngày uống được 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên, ăn no xong rồi uống, là nó làm cho cuộc sống, nó làm cho cái hệ thần kinh mình khỏe đi, tay chân gân cốt mình khỏe đi, và cái độ bền dẻo dai đối với người vợ khỏe đi, là không có sống gần cái người phụ nữ, người vợ mình nó không có xuất tinh sớm nữa. Đây là chữa bệnh cho người đàn ông nha. Tại Long bán thuốc thì Long không có mắc cỡ, Long cứ nói thẳng cho mọi người biết đây là chữa bệnh cho những người đàn ông bị yếu sinh lý. Mà ai là đàn ông yếu sinh lý á, thì nên cho mình là người vợ á, mình hiểu chồng mình như thế nào. Chồng á thì ưa mắc cỡ, còn người vợ thì nên mắc cỡ, cứ gọi thẳng cho Kim Tiểu Long, Kim Long tư vấn cho để cho người đàn ông mình hết bệnh. Không có gì bệnh mà, trong cuộc sống đàn ông lúc nào cũng phải bệnh. Thường thường đàn ông á, là tuổi 40 là trở đi, ba mươi mấy 40 trở đi là ưa bị mắc bệnh vào cái sinh lý, mình ưa bị yếu, là tại vì sao? Trong cuộc sống các bạn đừng có mắc cỡ, là tại vì mình lo cuộc sống nhiều quá, mình lo làm nè, kiếm tiền nè, suy nghĩ nè, rồi đi làm sao để kiếm tiền cho thật nhiều để nuôi con, lo gia đình, lo vợ, còn có thể lo anh em cha mẹ nữa. Cho nên đó là cái cuộc sống của mình lo nghĩ suy nghĩ nhiều, cái hệ thần kinh mình nó yếu cái thần kinh thì nó sẽ bệnh. Mà nó sẽ bệnh thì bệnh nó thì khi mình gần cái gia đình của mình gần vợ, hai vợ chồng cuộc sống nó không có hòa hợp với nhau, là tại vì do nên người đàn ông bị yếu, yếu đi thì dẫn đến một con đường không có hạnh phúc, đúng không? Làm người đàn ông phải xuất tinh sớm. Đây, người đang ôm lấy nhau uống được phải không? Và hai người đàn ông, ủa gì vậy?
Nói tóm lại là đàn ông hay đàn bà gì mà bạn ơi, bạn hỏi vậy là có nghĩa là miễn người đàn ông mà yếu á là vẫn uống ha. Ha, nói tóm lại đừng mắc cỡ nha, người đàn ông mà yếu mà cái kiểu không có dẻo dai đó, không có cường tráng, không có sinh lực đó thì các bạn nên uống cái này nha. Một hộp này á là Kim Tử Long mua, cái hộp này nó rất là mắc ở Mỹ về, cái hộp này so ra tiền Việt á, nếu mà Kim Tử Long bán luôn á là 1,5 triệu nha các bạn nha. 1,5 triệu một hộp, tính thuế rồi luôn này kia kia nọ, thì Kim Long bán ra thì tính tiền Việt là 1,5 triệu một hộp nha các bạn nha. 1,5 triệu đồng một hộp tiền Việt Nam nhé các bạn nhé. Các bạn nên các bạn nam nào mà nếu mà cái sinh lý của mình bị yếu mà bị bệnh rồi đó, là tại vì người đàn ông mà đi làm việc nhiều ra rồi lo làm việc ăn ít nè, rồi cái này là thể mình mua mình uống là bổ cho mình nè, bổ thận nè, bổ sức khỏe nè, rồi dẻo dai trong cuộc sống khi vợ chồng sống gần nhau nè, không có bị nhanh nhanh nè, nhớ không? Cho nên các bạn nên uống cái này nha, dùng mỗi ngày nha, dùng mỗi ngày nha. Đó. Cường lực cho người đàn ông, người đàn ông sống để gần vợ mình đó, cái sự dẻo dai bền bỉ khi mà sống mà khi mà mình xuất tinh ra rồi á, thì các bạn nên nhớ một cái điều á là không có mệt, không có bị nhức chân, không có bị nhức lưng, không có mệt thận. Nói tóm lại là tại vì Kim Tiểu Long bán là Kim Long không có mắc cỡ, là Kim Long nói thẳng cho quý vị biết là cái sự việc là như vậy. Còn ai mắc cỡ thì cứ gọi điện thoại cho Kim Tiểu Long, Kim Long tư vấn cho ha. Còn người vợ nào mà biết chồng mình mà yếu sinh lý á thì cứ gọi điện thoại hoặc là inbox trên Facebook mua cho chồng mình uống nha. Cái này thuốc này là của Mỹ nha, ở Mỹ nha, một một hộp như vậy là 1,5 triệu nha các bạn nhé. Cái này gọi là dồi dào sinh lực cho những người đàn ông, những người đàn ông để đem lại hạnh phúc cuộc sống cho gia đình, cho vợ của mình. À, để cái sinh lực của mình được dẻo dai, không khỏe mạnh, thần kinh khỏe mạnh luôn, rồi cơ thể bổ tráng dương, cơ thể bổ thận khi mà mình gần vợ ra thì rồi xong thì không có bị mỏi tay mỏi chân, không có yếu sức khỏe, không có làm cho mình mệt nha. Cái này gọi là cường lực cho người đàn ông, thuốc của Mỹ. Ai lấy collagen? Ai dặn collagen, collagen mới về tới nha. Tại hôm ngày không có thuốc. Không hộp bao nhiêu viên? Một ngày uống 4 viên. Sáng 2 viên, chiều 2 viên nha bạn nhé. Một trăm hai chục viên. 120 viên nha anh Lâm Văn Dớt ơi. Hộp bao nhiêu viên, uống ngày mấy viên? 120 viên ha. Thì một ngày mình sáng viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên nha. Là 1,5 triệu đồng nha. Cái hộp này là dành để cho để cho sức khỏe của người đàn ông nha. Người đàn ông nào mà bị, tại vì khách yêu cầu, khách hỏi thì hôm nay Kim Long lấy về rồi, Kim Long mới quảng cáo cho quý vị biết. Đại khái thì Kim Long không có nhiều, có 9 hộp thôi à, gửi về là có 9 hộp thôi. Uống sau khi ăn hay trước khi ăn? Uống ăn no xong rồi uống nha. Cái này ăn no xong rồi uống, các bạn trai của mình đừng nên mắc cỡ, là trong cuộc sống Kim Long biết mà, đôi lúc là mình đi làm mình mệt, mình làm nhiều, ăn thì không đủ giờ đủ giấc, ăn không đúng giờ đúng giấc, cho nên người đàn ông phải bị thôi. Rồi hơn nữa cái hệ thần kinh của mình nó suy nghĩ nhiều quá, coi làm như thế nào có tiền trong cuộc sống nè, trong cuộc sống mình phải cực nhọc như thế nào, mình phải lo cho vợ, mình phải lo cho con, mình phải lo cho gia đình, anh chị em cha mẹ, cho nên người đàn ông bắt đầu tuổi 30 mấy, khoảng 40 là bắt đầu tự nhiên sinh lý nó bị yếu rồi. Tâm lý Kim Tử Long biết nhé, trong cuộc sống cái gì mình cũng đã gặp hết, cho nên là người đàn ông mà muốn mạnh khỏe dẻo dai để trong cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình, gần vợ của mình, không có bị xuất tinh sớm thì nên dùng cái này nha. 1,5 triệu đồng một hũ, một hộp như vậy là 120 viên, 120 viên ăn no xong rồi uống.
uống sáng 2 viên, chiều 2 viên. Cái này là bác sĩ nói là mình uống là mình không có cử kiêng gì nha, dành cho những người bị gọi là tiểu đường nè và người bị tim mạch đồ uống được hết, đó là bà thảo dược mà ha. Made in USA đàng hoàng nha các bạn nha. Nha, Made in USA nha các bạn nha. Đây nè, đó. Tại vì khách yêu cầu Kim Tiểu Long lấy thì Kim Tiểu Long phải tìm, hôm nay Kiểu Long tìm được rồi ha. Một hộp này là 1,5 triệu nha. Cái này là 1,5 triệu, 120 viên nha. Bây giờ Kim Long nhắc lại là thuốc này dành cho người đàn ông bị yếu sinh lý. Có nghĩa là ai bị tiểu đường hay ai bị cái gì, bị tim, bị mạch hay bị bất cứ một cái gì nhưng mà yếu sinh lý nhưng mà vẫn dùng được nha, không có kỵ nha, đó là thảo dược nha. Dành cho những người đàn ông bị yếu sinh lý, bị nhức khi mà thường thường đàn ông mà gần người vợ á, hay là gần người yêu của mình xong á là bị nhức tay, nhức chân, mỏi mệt, đau thận, rồi đớn nhức lưng đồ á, là cái này là dùng nó này rất tốt nha. Cường lực nha cho người đàn ông nha. Dưới nhất là nó bộ bền cái thần kinh của mình, nó bổ cái thần kinh của mình, cái mặt nó dẻo dai. Nó dẻo dai đi, nó làm cho cái hệ thần kinh của mình không có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, bị yếu á. Khi người đàn ông mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nè, khi mà gần người phụ nữ mà bị yếu là nó ra rất là sớm. Khi mình xuất tinh ra rất là sớm thì các bạn uống cái này rất là dẻo dai nha. Kim Long không có mắc cỡ là tại vì Kim Long phải mạnh miệng nói cho các bạn thì các bạn mới hiểu như thế nào, các bạn mới uống ha. Cái này là một hộp. Các bạn nam đừng mắc cỡ nha, trong cuộc sống ai cũng có bệnh hết trơn á, ngay cả bản thân Kim Tử Long đôi lúc đi làm nhiều quá, đi hát nhiều quá, đôi lúc thức đêm nhiều quá, Kim Tử Long cũng bệnh vậy. Nhưng mà tại Kim Tử Long biết cách để dưỡng sức khỏe của mình, biết thuốc để uống, cho nên là 1,5 triệu, 120 viên. Sáng các bạn uống 2 viên ăn no xong uống, chiều các bạn uống 2 viên nha. Cái này là mỗi ngày mỗi uống, không kỵ không gì nha, không dị ứng không gì hết, dành cho người đàn ông rất là khỏe mạnh cho người đàn ông nha. Các bạn uống đi, hồi đó Kim Tiểu Long uống lần Kim Long sợ rồi. Có nghĩa là làm cho con người của mình dẻo dai lắm. Làm cho mình dẻo dai, cái cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình rất là hạnh phúc nha. Cái này nè, đó, phạch ngực ra, ưỡn lực đàn ông lên, đó, thấy không? Lấy em một hộp nha anh, Sushi Dương. Em inbox vào trong cái Facebook của anh Long là để tên người nhận, số điện thoại, số nhà nha. Rồi rồi Trương Vinh sẽ gửi liền cho em nha. Rồi collagen về tới đây, 1,000,000 một hộp, uống 3 viên mỗi một ngày, sáng 3 viên, chiều 3 viên, ăn no xong uống hoặc uống trước bữa ăn sau bữa ăn cũng được. Đẹp da. Chống rụng tóc, mọc tóc lên. Không, tóc Kim Tiểu Long mọc ra nè, đó. Chống rụng tóc mọc lết lên, đẹp da nè, không cần đánh phấn nè. Thấy không? Bữa nay đi hát ở đâu khán giả nói là Kim Tiểu Long trẻ mà không biết Kim Long có trẻ hay không thôi à. Muốn xem ngực anh kép Long có phải vậy? Trời ơi. Nè. Xem đi. Đó, các bạn uống collagen nha. Collagen nha, uống mọc tóc, trẻ đẹp, ngăn ngừa tế bào ung thư, da mặt đẹp. Nói tóm lại là nó chữa cái chứng rụng tóc rất là hay nha. Mới về năm sáu hũ. Collagen mới về năm sáu hũ. Nhắc lại, đây là sự yêu cầu của tất cả các bạn. Vừa rồi các bạn hỏi là Kim Tiểu Long có lấy cái thuốc, phải Kim Long phải tìm một thời gian lâu Kim Long mới được nè. Đây là dành cho những người đàn ông yếu sinh lý, không có mạnh, đầu bị yếu, thần kinh bị yếu, mỗi lần gần vợ gần người yêu xuất tinh sớm thì uống cái này cho mạnh dẻo dai. Rồi nắm tóm lại khi mà xong cái việc chuyện ăn ở với gia đình với vợ con rồi với vợ rồi thì không có nhức giò, không nhức tay, không nhức chân nha nha nha, rất là khỏe nha Phúc. Em nên uống cái này cho dẻo dai cho nha, cho anh nha, Phúc nha. Uống cái này nha, có nghĩa là tăng cường sinh lý cho những người đàn ông thức đêm. Quên nữa, khi mà ai hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, trong cuộc sống hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều quá, thức đêm nhiều quá mà bị yếu sinh lý, nên dùng cái này để cho nó bổ lại cái thần kinh của mình, để mình không có suy nghĩ, thấy không? Đang ở Mỹ hả anh? Trời gì yếu sinh lý là người đàn ông yếu sinh lý là làm sao, hỏi cơ tôi phải không? Thôi nha, vô đây đừng hỏi vậy nha, yếu sinh lý mà không biết là làm bộ hả? Nha. Uống vô một cái là coi như là giữ hạnh phúc gia đình. Đàn ông mà đi làm việc nhiều quá, tuổi bắt đầu từ
35 trở đi là bắt đầu lên 40 là bắt đầu có triệu chứng bệnh rồi. Mà ai bệnh thì đừng mắc cỡ, nên ấy cái này nha. Cái này chỉ có 9 hộp thôi nha. Anh Long kết bạn với em đi ha ha ha. Hello em trai Thanh Đoàn. Rồi, cái gì nữa? Cái collagen thì mọi người ai uống collagen thì nhớ nói Long nha. Long Long collagen về tới Long gửi cho nha. Hello Đoàn. Kẹo em bé mới về tới. Kẹo em bé mới về tới nha. Ai mà con mình mà hổm ngày mọi người đặt kẹo em bé mấy tuần lễ Long không có, Long không dám lên. Long không có dám lên nói với mọi người là không có kẹo em bé, hôm nay có kẹo em bé rồi. Mọi người nhanh tay nha, chỉ có 6 hộp thôi. Làm cho con của mình từ 1 tuổi tới 10 tuổi tới 15 tuổi, ai làm biếng ăn cho ăn đi rồi nó ăn thấy thương lắm. Nhai chừng 1 tuổi tới 4 tuổi thì nhai 2 viên. Đây là kẹo chất trái cây, nguyên si nguyên chất bằng chất trái cây không có hóa chất nha. Thì mọi người cho con của mình ăn nhai chừng 2 viên. Thì từ 1 tuổi cho tới 4 tuổi thì nhai 2 viên rồi nó ăn thấy thương luôn, nó đụng cái gì nó cũng ăn hết nha các bạn nhé. Từ 4 tuổi tới tới 6 tuổi tới 10 tuổi các bạn cho, từ 6 tuổi tới 10 tuổi á thì các bạn cho ăn 3 viên nha. 3 viên không cho ăn nhiều, không có thương con mà cho ăn nhiều nữa nha. Chị hộp kẹo nha em. Chị ơi, chị vô chị đà chị inbox trong cái Facebook nha chị. Chị để cái địa chỉ với tên nghe chị Bích. Địa chỉ, tên, số điện thoại em sẽ gửi tới nhà cho chị Bích. Ok. Kẹo em bé nào làm biếng ăn cái này Kiếm Long bán rất là chạy mà hổm ngày á là kêu cái người nha. Đây kẹo em bé về tới rồi. Mấy người kia con ở bên Đài Loan á với mấy bên Hàn Quốc á với mọi người á, con người ta bây giờ ăn được với lên ký người ta cảm ơn, tôi thấy thương luôn vậy đó. Nói là giờ con chịu ăn là không có làm biếng ăn nữa. Con mình bổ nè, thông minh nè, học giỏi nè, cứng xương nè, dài xương ra nè, đúng không? Biết biết cho em cho anh, ô em hai hộp đúng không? Biết 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 đi em hai hộp, lát nữa có gì anh cho Trương Vinh đóng địa chỉ gửi cho em nha nha. Em hai sáu hộp mà chỉ bích một hộp thôi, bích một hộp và biết biết đi hai hộp nữa là thành là ba hộp rồi, hết rồi ha, còn ba hộp nữa thôi. Hôm nay Long nói cái gì luôn nè, đặng Long đi Tây Ninh hát sẵn Long làm lượt luôn. Thuốc viêm son rối loạn tiền đình hết rồi, từng này mới có viêm son rối loạn tiền đình chóng mặt nhức đầu tai biến mạch máu bổ não làm kém, nói tóm lại là sẽ làm cho mọi người phát triển trí nhớ rất là nhanh, phục hồi là trí nhớ. Ai chóng mặt nhức đầu viêm son thì tai biến mạch máu nên uống cái loại này nha nha. Sáng mai giao cho chị ở đài HTV14 Đinh Thiên Hoàng được không? Sáng mai, nếu sáng mai em đi ra thì em sẽ gọi cho chị Bích nha. Em đi ra thì em sẽ gọi cho chị Bích, nếu em có đi ngang thì em sẽ gọi chị Bích. Ok, mọi việc em sẽ liên lạc chị Bích chủ động. Viêm son sổ mũi nhức đầu chóng mặt. Ai chóng mặt, viêm son, sổ mũi, nhức đầu, rối loạn tiền đình, tai biến mạch máu nên uống cái này nha. Không biết là Mộc Lan, qua Mộc Lan hôm bữa dặn cái này về chưa, Đặng Long gửi cho nha các bạn nha. Viêm son, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình và tai biến mạch máu nha các bạn nha. Đây 1 triệu một hộp, làm sơ sơ thôi. Dầu cá, dầu cá uống để sáng mắt, dầu cá uống để sáng mắt nha. Anh cho em thêm một hộp nữa nhưng gửi giùm em chưa gửi. Cái gì anh cho em thêm một hộp, tổng cộng của em biết biết ơi, biết biết đi ơi, em tổng cộng là 3 hộp đúng không? Anh cho em thêm một hộp nữa nhưng gửi lại giùm em chưa gửi. Em nói anh không hiểu, inbox cái địa chỉ lại giùm anh hả? Gửi cho em hết thảy 3 hộp đúng không? Vô nhắn chỗ inbox giùm anh đi. Cái này là dầu cá uống cho sáng mắt, không chảy nước mắt sống nha. Làm cho da đẹp nha, chống lão hóa nha, mỏi mắt nha,
Rồi ai mà tóc không mướt á, thì mặt nám mà nhiều quá thì uống cái này á, là lọc máu dần để cho bổ ha, nha nha, bổ máu nha, lọc máu cho mình không có nám nè, sáng mặt ra nè, trắng mặt, da mặt mình, da mặt tay rồi mình hết nha. Rồi uống nhất là bổ, nhất là bổ con mắt của mình mà không chảy nước mắt sống á, rồi con mắt mình không có bị mờ nữa, mình nhìn xa là mình thấy đường đó. Đây là dầu cá rất tốt nha, những người bị tim mạch uống rất tốt nha nha. Cái gì cũng ít á, về số lượng rất là ít, kẹo em bé về cũng ít, có 6 hộp thôi. Rồi rối loạn tiền đình, viêm son cũng ít, có 10 hộp thôi ha. Còn cái mà dành cho yếu sinh lý, người đàn ông yếu sinh lý có 9 hộp thôi nha các bạn nha. Tôi nói những người mà trong cuộc sống gia đình, người nào mà có coi được cái clip này á, người vợ á thương chồng mình á có bị yếu á, thì đừng có mắc cỡ, cứ mua cho vợ chồng mình uống nha. Hoặc người đàn ông nào mà xem người, các bạn thanh niên có xem được á thì gọi điện thoại cho Long, muốn Long tư vấn cho, đừng có mắc cỡ ha. Mình là đàn ông với nhau không có mắc cỡ gì hết, chủ yếu là cho các bạn khỏe, cường lực, sinh lý các bạn mạnh, dẻo dai, gần người vợ hoặc gần người yêu không xong rồi không có bị mệt, mà dẻo dai nữa không có bị mệt, bổ thận bổ người, không nhức lưng, không nhức tay, không nhức chân, uống vô cái hệ thần kinh mình bổ hệ thần kinh của mình, không có bị yếu cái hệ thần kinh. Nó tóm lại là giữ sự dẻo dai bền bỉ cho người phụ nữ. Rồi cái này là giãn tĩnh mạch, cái lọ thuốc này là giãn tĩnh mạch quý vị ơi, giãn tĩnh mạch cho em một hộp thuốc diêm xoan, rối loạn tiền đình, 15 tuổi uống được không? Được em, 15 tuổi là uống được rồi nha, một viên sáng viên chiều viên nha, nhức đầu viêm xoan nha là uống được hết rồi nha, ăn no xong rồi uống. Em Nguyễn Thị Hương vào inbox trong cái hộp thư Facebook giùm anh. Tên người nhận, địa chỉ, số nhà anh Long gửi hàng liền ha. Cái này là để giãn tĩnh mạch cho những người mà nhức chân, dành cho những người mà sanh con đẻ cái rồi bị cái gân tay gân chân nó bị phù ra rồi bị giãn cái tĩnh mạch, mà đeo cái giới giãn tĩnh mạch để làm gì á. Ui cái hàng này Kim Long bán rất là chạy nha các bạn nha, khách hàng của Kim Long không có để đặt nha, là giãn tĩnh mạch nha, về được có 8 hộp nha. Đây là giãn tĩnh mạch em bé 4 5 tuổi, năm tháng, no, 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 em bé 5 tháng tuổi không có được nha, có kẹo em bé thì không được nha, kẹo em bé không có dành cho em bé nha, có cái kẹo bổ não rồi, cái này là kẹo bổ não cho em bé nè nè, cái này là dành cho 4 5 tuổi, 5 4 5 tháng tuổi này nha. Cái này là giảm tĩnh mạch, đau nhức tay chân và phù tay phù chân, nhất là phù cái chân mà đi không nổi đó, mà nổi gân đỏ gân xanh mà phù 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 lên, dành cho những người mà sanh con đẻ cái rồi đó, hoặc là những người mà bị phù cái chân á. Đây là giãn tĩnh mạch nha, này 800 ngàn đồng một hũ nha, 800 ngàn đồng một hũ. Các bạn ở nhà mà ai có cái bệnh này nên inbox cái thuốc này nha, giãn tĩnh mạch nha. Thuốc đau bao tử uống tuyệt vời anh Kép ơi, cảm ơn Thấm Nguyễn này, đó thấy không, là Thấm Nguyễn đã dùng thuốc đau bao tử của Long rồi đó. Cái gì vậy? Tại vì Kim Long đã từng dùng cái thuốc đau bao tử này ở Mỹ, mà trong cuộc sống Kim Long dùng cái thuốc hay quá, cái nào mà Kim Long, gia đình Kim Long dùng rồi Kim Long sẽ lấy bán cho các bạn. Kim Tiểu Long đã dùng rồi thì Kim Tiểu Long bán, còn những cái nào mà Kim Tiểu Long chưa dùng thì Kim Long không bán cho các bạn nha. Đau bao tử mà Thấm Nguyễn mới khen nè, hai lọ nè, uống chị đau, đau bao tử, loét bao tử, viêm dạ dày, ăn không được, ợ sình ruột ha, ợ sình ruột khó chịu, ợ chua, ợ đắng, ợ cay, khi mình ăn đồ ăn mà khó chịu nhất luôn á, đau nhất lăn lăn lộn lộn. Các bạn chỉ cần uống cho tôi một viên trước bữa ăn khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi, các bạn sẽ im re bà rùa liền nhé, các bạn không còn đau trong cuộc sống nữa nha nha. Rất hay, rất mạnh, rất ha, cái này là đau bao tử nha các bạn nha. Này táo bón, táo bón dành cho người từ 5-7 tuổi trở đi 100 tuổi,
Trị rụng tóc là collagen đấy em. Mọc đấy em, mọc dữ lắm nha. Kim Tiểu Long là uống là coi như là collagen, là uống mọc tóc thấy thương luôn nha các bạn nha. Nè, collagen mọc uống là mọc tóc là thấy thương luôn nha. Mọc mà mình uống mát mà da mặt mình đẹp nữa nha. 1 triệu đồng nha, một hũ nha, 390 viên nha. Các bạn nên uống đi, trong cuộc sống các bạn uống đi. Những cái thuốc này là Kim Tử Long đang sử dụng hết nè. Và cả một gia đình Kim Tử Long sử dụng luôn nha. Một ngày mình uống là 3 viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên. Kim Tử Long nói mà Kim Tử Long cả ngày hôm nay đi làm Kim Tử Long quên uống mà. Uống nhiều cũng được mà 3 viên cũng được, 4 viên cũng được. Sáng 3 viên, chiều 3 viên, uống trước bữa ăn hay sau bữa ăn gì cũng được nha các bạn nha. Mà nó làm cho mình đẹp da. Đấy không? Lần Kim Long uống là Kim Long uống lần 4 viên luôn á. Là tại vì cả ngày hôm nay đi làm về chưa có uống. Collagen á. Hôm trước cái mái tóc Kim Tiểu Long tiêu hết rồi đó. Rụng dữ lắm, gội đầu rụng dữ lắm, nhưng mà nhờ uống cái này Kim Tiểu Long mới giữ lại được cái tóc nha. Collagen các bạn uống đi nha, mọc tóc ra dữ lắm nha. Cái này táo bón dành cho những người mà cả một ngày mà mình đi không được, 2 ngày mình đi cầu không được á, rồi mình đi mà cái phần nó cứng quá đó, đau đó. Các bạn nên uống cái này, người lớn uống 3 viên trong vòng 5-10 phút. Cái bụng mình nó tự nhiên nó mắc, nó phân nó nhão lại, mình đi rất là nhanh. Nhưng không? Nhưng mà các bạn đừng bỏ để trong cuộc sống, các bạn đừng có để bị bón quá, nó dễ bị ung thư đường ruột mình nha, bao tử mình bị ung thư nha các bạn nhé. Thuốc bao nhiêu một chai? Phụng Phạm hỏi thuốc nhiêu chai collagen hả? 1 triệu nha. Em lấy một hộp collagen phải không Hải Nguyễn? Em vào inbox vào trong cái Facebook của anh Long nha, inbox vào cái Facebook của anh Long nha. Còn cái này là 800 ngàn đồng. Uống để cho mình được phân của mình nó nhão, mình mới đi cho dễ, để mình không cho những người già mà khó đi đó, cho họ uống cái này nha. Trẻ em 13 tuổi uống được không anh? 13 tuổi uống cái nào em? 13 tuổi uống cái nào? Cái này táo bón đó đúng không? 13 tuổi uống 2 viên làm cho dễ đi nha. Đồ, ba đang nói chuyện với khách, con làm gì con gõ cửa hoài vậy hả? Không có gõ cửa nha. Thuốc bao tử hả? Thuốc táo bón, thuốc bao tử, Phụng Phạm, thuốc bao tử bao nhiêu? 1.200.000 em ơi. Thuốc bao tử 1.200.000 nha. Tại vì anh Long còn có ba 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 hộp nữa thôi hả? Còn 1.200.000 đồng nha em nhé. Còn thuốc táo bón này là 800 ngàn đồng nha. Trong gia đình mình nên, cả một cái gia đình mình phải nên cần để cái hũ thuốc này nha các bạn nhé. Trong gia đình các bạn đừng có hà tiện, các bạn nên để những cái hũ thuốc mà Kim Long để những hũ thuốc trong gia đình của mình, mà bệnh là có thuốc uống liền. Mà tất cả thuốc của Kim Tử Long là từ Mỹ hết nha. Hello. Ai lấy thuốc thì vào trong inbox, vào trong Facebook của Long. Số điện thoại, tên người nhận, rồi Long sẽ gửi thuốc cho nha. Kẹo em bé có 6 hộp đó. Long 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 mới lấy về đó. Được không? Long uống gần hết cái hũ collagen này nè, mình Long uống nè. Đó. Thuốc ho xanh. Thuốc ho xanh này cực kỳ hay. Khách hàng của Long từ đảo Phú Quốc, từ đâu ta tới đâu ta nói cảm ơn quá trời, ho sáng đêm luôn, không ngủ được luôn. Uống vô nắp này, ngủ ngon, hết ho, nín ho. Sa ca Trương Tuyền cháo Long cũng ho quá, uống lấy hết 3 chai, uống cũng hết luôn. Ho mà trị bệnh cái này uống ban đêm nha. Uống vô ngủ ngon, không ho nữa và sẽ hết ho nha. Cái này là thuốc ho xanh 800 ngàn đồng nha. Thuốc ho xanh 800 ngàn đồng nha các bạn nha. Tóc này anh nhìn không đẹp. Tại vì bây giờ Long già quá, Long không có hết cái kiểu nào được nữa các bạn ơi. Long phải làm xì tin chút xíu hết trơn á, làm gì để cho Long đi hát là trông nó cho màu đen chút nha. Chứ bây giờ tóc 2 mái chải nó già chát già chanh nè. Lâu lâu cũng phải cho mình đổi kiểu một chút nha bạn nhé. Đó. Rồi.
Lâu quá, hôm nay Long không có lột tế bào gốc, tế bào tẩy, tế bào chết. Cái này là thuốc bổ cứng xương canh trùm, thuốc bổ cứng xương canh trùm dành cho những người có bầu, uống rất là tốt. Hết hai kiểu tóc này nhìn trẻ ghê. Hộp thuốc diêm son bao nhiêu tiền vậy anh? Thuốc diêm son triệu em. Thuốc diêm son rối loạn tiền đình, tai biến mạch máu, nhức đầu chóng mặt. Cái này là 1 triệu nha. 300 viên. 300 viên ăn no xong mới uống, sáng viên chiều viên, khách bán cực kỳ chạy luôn. Cực kỳ chạy, giao hàng không có luôn nha. Thuốc hộp thuốc bao tử bao nhiêu anh trai? Hộp thuốc bao tử này là 1,2 triệu. Rất là hay nha, uống rất là hay nha, hỏi các bạn nó chồng rất là hay nha. 1,2 triệu gặp này, tại vì nó tốt, nó mạnh dữ lắm, dành cho những người bị loét dạ dày, viêm dạ dày. Các bạn ăn cái bụng mình sình lên bự quá, uống một cái tự nhiên nó xẹp cái bụng mình xuống liền à. Còn này là cứng xương, bổ máu, bổ thận, nó là nhiều chất vitamin nha. Các bạn nên uống cái này, người già trẻ bé lớn uống cũng được, ngày mỗi ngày, sáng viên chiều viên, để cho con của mình uống, hoặc là người già uống nó xương nó bị yếu á, uống cứng xương mình đi sau này mình té mình không có bị gãy xương nha. Dành cho những người già mà làm biếng ăn làm biếng uống, hoặc là những người có bầu làm biếng ăn biếng uống á, mình uống đủ chất, con mình sanh con mình đủ ra đủ chất sắt luôn, đủ chất sắt, không có bị yếu nữa. Cái này 1 triệu đồng, 500 viên nha. Con của mình đẻ ra nó cái mỏ ác nó không có mềm 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 nữa nha các bạn nha, nó không có phập phìu nữa mà nó cứng, trong vòng có mấy tháng là 7 8 tháng con của mình nó cứng xương, nó sẽ chảy mà nó khi nó té nó không có bị gãy xương, là tại vì do nên là cái này là để bổ xương bổ cơ thể đầy đủ chất sắt luôn nha, canxi, vitamin E, vitamin B đầy đủ nha. Gì mà chó sửa dữ vậy ta? Vụ gì vậy mấy con? Sao? Chuyện gì? Có ai không mà sửa vậy? Nói ba nghe coi. Sùm quá, ba đang nói chuyện với khách một chút, sửa sùm quá. Dạ, thì thật tình thôi. Thôi anh đừng buồn vì anh cũng đẹp trai. Không có gì buồn hết trong cuộc sống, đâu có gì mà buồn em. Không có gì buồn hết nha. Cái này là sụn cá mập, uống để trị dậy nến. Ai bị trị dậy nến rồi uống cho mình đẹp luôn, lão hóa luôn, đẹp da luôn. Ai mà bị cái da đầu mình ưa bị dậy nến á, hoặc là cái tai ngứa, dành cho những người bị ngứa ngáy, hoặc là cái dây chằng của người phụ nữ bị đau, nên uống cái sụn cá mập này để cho bổ gân, bổ xương, bổ cốt, bổ thận, bổ cơ thể. Nó tóm lại là như vậy nha. Cái này là sụn cá mập nha. Các bạn lấy hàng đi, quên thông báo tất cả các bạn, hôm nay là Kim Long phi tiền ship cho các bạn nha. Hôm nay là không lấy tiền ship nha. Các bạn lấy hàng là không có lấy tiền ship ha, phi tiền ship luôn nha. Rồi. Cái còn hai cái này nữa hết. Dầu gió trắng, dầu gió xanh. Xách từ Mỹ đem về. Cái này là mỗi một lố, rất là thơm nha. Một lố như vậy là 1 triệu 800 ngàn đồng. Xanh cũng 1,8 triệu đồng. Một lố gồm có 12 lọ. Thấy không? Thấy thương lắm nha. Mua về tặng cho mấy người dưới quê. Một lố gồm có 12 lọ. Một lố 12 lọ. Thấy không? Một lố thì 1,8 triệu nha. Nha. Long bán rẻ ở ngoài một chút nha. 1,8 triệu đồng 12 chai. Thấy không? Màu trắng. Từ Mỹ xách về hết nha. Từ Mỹ xách về hết nha. Dầu, gió xanh, dầu gió trắng ha. Một lố 12 chai, 1,8 triệu đồng phi tiền ship cho các bạn nha. Dầu gió trắng rất là thơm. 1,8 triệu đồng phi tiền ship cho các bạn. Thuốc đợt này. Rồi. Hôm nay tôi cái này xài rất là tốt. Kim Tử Long xài 5 năm nay rồi đó. Ủa cô Linh ơi, chị Tư chạy lên trên giỏn á, là cái chai này chưa chưa có khui, chạy lên trên cái phòng tắm của em lấy cái chai này nè.
Cái này là tẩy tẩy tế bào gốc, tẩy tẩy cái tế bào chết. Chính phòng của em Tư. Tẩy tế bào chết, tẩy cái tế bào chết nha. Cái này mà cái tế bào của mình nó một tuần mình tẩy được chỉ có 2 lần thôi. Rất là tốt mà Long đã xài lâu lắm rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Kim Long chỉ thích, Kim Tiểu Long chuộng cái này. Rồi khách hàng Kim Long cũng là thích, nó hỏi mọi người đây. Khi mà mình tẩy ra, mình để lên trên tay của mình thôi, đều lên mình lấy cái tế bào của mình lột ra liền. Tại vì trong cuộc sống các bạn đi ngoài nắng, các bạn bụi bám ở vô da mặt rất là nhiều, hoặc đi làm việc mà sắp thời phấn son mà nó chì, tại phấn son bây giờ nó chì dữ lắm phải không? Các bạn xài cái này nè, có 600 ngàn đồng nha các bạn nha. 600 ngàn đồng một tiếp mà các bạn xài cả năm trời mới hết đó nha. Nha. Cái này là 600 ngàn đồng một tiếp nha. Ha. Mình lấy cái tế bào chết của mình tại chỗ nha các bạn nha. 600 ngàn đồng mà rất là tốt. Hả? Để ra đi. 600 ngàn đồng phi tiền ship cho các bạn luôn. Đây các bạn chỉ cần nặng lên cái tay của mình nặng lên một chút thôi ha. Lâu quá rồi, bữa nay mấy cả tuần 2 tuần lễ nay Kim Long không có tẩy tế bào cho mình nha. Hôm nay tẩy xong đi hát luôn nè. Đó, chỉ để cái mặt khô vậy thôi nha các bạn nha. Để lên cái tay của mình, các bạn để lên cái mặt khô đó thôi. Đó, các bạn để lên. Các bạn nhớ tha vào cái hốc mắt của mình, cái cần cổ của mình đó, đúng không? Tha lên hết cái mặt của mình, giống như cái cần cổ của mình đó. Các bạn chà đều ra. Ồ, cả tuần 2 3 tuần lễ nay Long không có tẩy cho nó lột ra nữa. Các bạn lấy ra liền cái da chết của mình, nhớ tha đều nha. Ha. Còn mắt của mình nó cũng ra nè các bạn ơi. Nhớ là tẩy những cái chỗ chết của mình rất là nhiều nha các bạn nha. Nó ra có lớp vậy đó. Các bạn chờ Long cái nha, Long đi rửa cái. Đó, mình không có khi mình tẩy xong mình không có cần phải rửa xà bông nữa nha các bạn nhé. Mình lấy liền cái da mặt mình ra liền, cái da mặt của mình nó mịn liền, nó sạch liền à, nó sạch trơn, nó sáng trưng liền các bạn nha. Rửa nước lại bình thường thôi. Trời ơi đây nè, tẩy nè, đó rớt cả đống xuống các bạn. Nè các bạn, cái mặt mình sáng liền các bạn thấy không? Nhớ tẩy để chỗ này khi nó lột ra liền, ai mà bị nám á, các bạn bị nám lâu năm nó cũng hết nữa nha. Từ từ nó phai dần nha. Cái da mặt mình nó già, nó sáng cái mặt liền các bạn thấy không? Xếp Na Nguyễn, anh xếp cho em bao Bảo Lộc không anh là cái gì em? Bao Bảo Lộc là cái gì? Mọi người mua thì để lại địa chỉ. Nè, coi da mặt của mình nó lột ra nè các bạn thấy không? Nó rớt xuống nè.
cái gì nó tẩy cái tế bào chết đó. Các bạn thấy cái mặt của Long sáng liền, mịn liền, thấy không? Chai này tẩy êm lắm, đúng rồi nè đó, nó lột có lớp có cục gì đó, thấy không? Long xài phấn đi hát, xài phấn rất là nhiều, lâu lúc phải nó bị dày cái da mặt của mình đi á, nó làm cho mình bị xấu đi à, đúng không? Mỏng cái da mặt, giờ sáng da mặt mình lên liền. Ok, bây giờ các bạn nào đặt cái tiếp tế bào tẩy tế bào chết này, các bạn inbox nha. Ha. Ship đi tất cả các nơi nha. Ở khách Đài Loan á, thì ở nhà có người nhà ở đây á, thì cho địa chỉ người nhà ở đây thì Long sẽ ship đi tất cả các mọi nơi trên toàn đất nước Việt Nam mình nha. Bạn ấy hỏi anh có ship đi Bảo Lộc, có em. Ở Hà Nội anh còn ship mà. Lào Cai, Móng Cái, Hà Nội gì tất cả chỗ nào anh Long cũng ship mà. Các bạn thấy cái da mặt của Long khi làm xong không? Nó sáng và nó mịn liền, thấy không? Các bạn cho ý kiến đi. Thấy không? Xài hãng của anh Long là ok. Cái này nó dễ lắm, khi các bạn để cái mặt khô các bạn đi làm về một cái, các bạn để là một cái ô nó mịn rồi. À. Anh Long có thuốc đau cột sống không? Có cưng ơi. Thuốc đau cột sống là khớp xương đó. Sao Trương Vinh không lấy thuốc khớp xương đưa cho em vậy? Đẹp trai liền phải không Hải Phạm? Mọi người thấy da mặt của Kim Tử Long đẹp liền không? Nó mịn mà nó đi ra, đặc biệt một điều là ra nắng không có ăn nắng nha. Hải Phạm cũng có xài nè. Ra nắng là không có ăn nắng nha các bạn nha. Mà nói trước là các bạn mỗi một tuần các bạn xài được 2 lần nha. Ai mà xài kem mà làm cái mặt mình sậm nhiều quá, xấu nhiều quá, xài cái này một tuần xài được 2 lần không có nhiều nha. Đó, đẹp liền, sáng sủa, đẹp đẽ, đẹp rạng rời mà không chơi loa. Đây, thuốc đau khớp nhức lưng nha các bạn nha. Thuốc đau khớp nhức lưng này là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu đồng nha, của Úc. Của Úc, tất cả những đồ của Long bán là từ Úc. Mỹ là nhiều nhất thôi, chỉ có đau khớp này là của đau khớp của Mỹ cũng có 1 triệu, còn cái này đau khớp của Úc là 1,2 triệu, nó mắc hơn. À, một ngày uống 1 viên ăn no, uống 1 hộp này là 150 100, để Long coi, 180 viên nha các bạn nha, 180 viên, mỗi ngày chỉ uống được 1 viên và ăn no xong rồi uống, dành cho những người bị khớp đau lưng lâu năm nha. Đi đứng không nổi, khó đi khó đứng, uống cái này khớp xương. Úc nó mạnh hơn nhưng mà cái nào cũng hay hết, nhưng mà Úc tại vì do nơi là cái thuế hải quan mắc quá, mình phải chuyển từ Úc về cho nên, nhưng mà cái lọ của Úc á thì nó tóm lại là cái nào cũng tốt, Mỹ cũng tốt mà Úc cũng tốt. Như Hải Phạm gửi Bảo Lộc cho em được không anh? Được em ơi. Em Na Nguyễn, em vô trong cái Facebook của anh Long, em inbox lại cái em inbox địa chỉ và số điện thoại nha, trong cái hộp thư Facebook của anh nha. Inbox địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận, anh Long gửi hàng liền. Hoàng Khương Nguyễn cho em 1 chai tẩy tế bào chết nha anh. Ok, vào inbox trong Facebook hoặc là gọi số điện thoại của Trương Vinh ở trong đây. 0933431996 nha. 0933431996. Long gửi cái hàng cho các bạn nè. Cái da mặt của Long là hồi nãy đen thui đi ngày nắng cả ngày, bây giờ nữa không, mịn đẹp dễ sợ không các bạn không? Đi ra nắng không ăn luôn. Long xài đi cả ngày, quay ngoài phim, quay ngoài trời cũng không ăn nắng luôn ha. Không có sợ nám không gì nha. Ok, còn gì nữa không ta? Không còn nha. Long nhắc lại nha, hôm nay tất cả những cái loại thuốc là các bạn đã từng ủng hộ hết rồi, mua hết rồi, nhưng mà hôm nay uống được bao lâu anh Long thuốc nhất? Thuốc nhất khớp hả em? Một ngày 1 viên, 180 viên thì mình uống là như 180 ngày. Ăn no xong rồi uống ha, một ngày 1 viên. Uống một ngày 1 viên, ăn no xong uống 1 hộp như vậy là 180 viên. 1 hộp về là 1,2 triệu. Long hỏi ở ngoài tiệm thuốc Tây á, có một hộp có hình như 20-30 viên à,
ba mươi mấy viên thôi gì đó, mà cái hộp nhỏ xíu các bạn biết nhiêu không? 700.000 đồng. Còn cái này là 180 viên, mà cái hộp bự bự nhất mà Long bán 1.2 triệu, mà trong cái hộp mà quảng cáo ở ngoài đường đó mà bán trong tiệm thuốc tây các bạn nhỏ xíu à, có 30 mấy viên thôi à, mà là nó bán là 700.000 đồng. Long có thuốc đau khớp nè, đau lưng đó, và tế bào 600.000 đồng, cái hộp tẩy tế bào rồi chết nha em nhé, 600.000 đồng nha. Rồi các bạn cho cái địa chỉ liền đi nha. Bây giờ Long chuẩn bị lên tắm rửa, Long phải đi chạy lên múc ở chân Tân Châu Tây Ninh tối nay. Ai ở Tân Châu Tây Ninh tối nay thì mình gặp nhau nha, mình trò chuyện nha. Long nhắc lại một lần nữa cho người đàn ông, cái ngực kiểu này nè, đừng có mắc cỡ nha. Ai làm vợ cũng đừng mắc cỡ nha. Chồng của mình, người đàn ông các bạn cũng giống như tôi. Nếu mà các bạn nào mà tại vì do nó theo yêu cầu tôi mới lấy về nha, từ Mỹ mới lấy về. Hôm nay là thuốc này mới dành cho những người đàn ông bị yếu sinh lý, gần người phụ nữ, gần người yêu của mình, do nơi cuộc sống của mình đi làm suy nghĩ nhiều quá, đi làm cuộc sống kiếm tiền nhiều quá, lo cho vợ, lo cho con, lo cho gia đình, ông bà cha mẹ, cho nên bị yếu sinh lý, bị suy nghĩ, cái thần kinh mình bị yếu, làm cho thận đau, giò đau khi mỗi lần mà gần người phụ nữ mà không có được dẻo dai, không có được bền bỉ, làm cho người đàn ông phải mặc cảm. Người vợ phải biết cái điều đó, cho chồng mình uống cái điều này, uống cái hũ thuốc này nha. Làm cho người chồng mình, đây là cái hũ thuốc không phải uống một lần mà uống hoài, uống cả ngày, ngày nào cũng uống hết, làm cho người phục hồi, cho người đàn ông mạnh khỏe lại, cường tráng lên, sinh lực lên, đầu óc mạnh khỏe lên, không có bị yếu sinh lý nữa, và giữ bảo dưỡng hạnh phúc gia đình và người chồng và người vợ dẻo dai bền bỉ. Khi mà người đàn ông sống gần người phụ nữ rồi, gần vợ rồi, mà khi mà mình xong cái chuyện chăn gói rồi thì cơ thể mình không có bị đau lưng nữa, không có bị mệt mỏi, không có bị nhức tay nhức chân nữa nha. Đây, bỏ thuốc này mới nha. Cái này là 1.500.000. Cái này mát lắm, cái này 1.500.000 nha các bạn nha. 120 viên. Uống sáng 2 viên, chiều 2 viên, uống mỗi ngày, làm cho cường lực của người đàn ông nha. Các bạn nam đừng có mặc cảm, đừng có mắc cỡ. Cứ mua cái này mà uống nha. Cái này mà uống nha các bạn nha. Làm cho mình mạnh khỏe, cường tráng lên, sinh lý của mình mạnh thì đem mang lại cuộc sống, cái hạnh phúc của gia đình mình nha. Còn các bạn có mắc cỡ cần tư vấn gì cứ gọi điện thoại cho Long. Thôi nha. 1.500.000, 1.500.000 đồng một hũ nha. Này làm cho người đàn ông sinh lực, người đàn ông dồi dào. Coi cái ngực nè, đó, phạch cái ngực ra, made in USA nha. Thôi, tạm biệt tất cả mọi người. Các bạn share cái livestream này ra ha. Tại vì Long livestream cái giờ này cho nên các bạn đi làm hết rồi. Tại vì Long rảnh giờ nào thì Long làm giờ nấy, cho nên các bạn chưa không có xem trực tiếp thì các bạn nên xem lại. Và cần cái thuốc gì á, trong cuộc sống cần thuốc gì á, thì inbox hoặc là gọi số điện thoại cho Trương Vinh trong cái Facebook này, Long sẽ gửi cho nha. Uống vô có đẹp trai như anh không? Bảo đảm. Uống vô tăng cường sinh lực, sức khỏe dồi dào, mãnh liệt hơn, làm cho người đàn ông dẻo dai hơn, đem lại cuộc sống hạnh phúc gia đình. Rồi nó tóm lại mạnh mẽ rồi phải đẹp trai rồi đúng không? Mạnh mẽ phải đẹp trai, đàn ông đừng nên sợ nha, phải cương quyết lên. Ok, không có để cho yếu. Ok các bạn nha. Bây giờ Long xin phép là Long tạm biệt tất cả mọi người. Long đi chuẩn bị lên đường đi kiếm lúa. Bye bye. Chia sẻ cái livestream này ra giùm Long nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Gọi cho Trương Vinh để đặt thuốc nha. Số điện thoại là ở trên 0933 431996, 0933 431996 nha. Hoặc là inbox vào Facebook của Kép Trương là của Kim Tiểu Long nhé. Cảm ơn các bạn.